Chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của trừu tượng hay tóm tắt. Một từ trừu tượng là gì? Các từ trừu tượng được sử dụng để mô tả các khái niệm và những thứ mà năm giác quan của bạn không thể quan sát được. Các từ trừu tượng bao gồm các thuật ngữ như tốt và xấu, hoặc dũng cảm và hèn nhát. Các từ trừu tượng có thể có nghĩa là hai điều khác nhau đối với hai người, hoặc có nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Mục đích của một bản tóm tắt là gì? Tóm tắt là một tuyên bố ngắn gọn về bài báo của bạn, được thiết kế để cung cấp cho người đọc hiểu biết đầy đủ nhưng sung túc về nghiên cứu và phát hiện của bài báo của bạn. Nó là một phiên bản nhỏ của bài báo của bạn. Trừu tượng nghĩa là gì? Sử dụng tính từ trừu tượng cho một cái gì đó không phải là một đối tượng vật chất hoặc chung chung và không dựa trên các ví dụ cụ thể. Trừu tượng là từ một tiếng Latin có nghĩa là bị kéo đi, tách rời, và ý tưởng cơ bản là về một cái gì đó tách rời khỏi thực tế, vật chất hoặc cụ thể. Tiền có phải là một khái niệm trừu tượng không? Tiền được tạo ra từ không khí loãng, nhưng giá trị được xác định trong tâm trí. Hàng tỷ đô la tiền mặt là vô giá trị đối với một con mèo con. Giá trị của số tiền đó được xác định trong tâm trí của bạn. Nó không tồn tại ở đâu khác. Do đó tiền là loại trừu tượng, vì giá trị của nó chỉ nằm trong tâm trí. Một bản tóm tắt cho bạn biết điều gì? Một bản tóm tắt thường là một trong những đoạn văn từ 300 từ trở xuống. Các khía cạnh chính của toàn bộ bài báo theo một trình tự quy định bao gồm: thứ nhất, mục đích tổng thể của nghiên cứu về các vấn đề nghiên cứu mà bạn đã điều tra. Thứ hai, thiết kế cơ bản của nghiên cứu. Thứ ba, những phát hiện được xu hướng chính được tìm thấy là kết quả của bạn. Chúa có phải là trừu tượng không? Thượng đế tồn tại theo chủ nghĩa duy dân, không có đối tượng trừu tượng. Vì vậy, theo cái mà chúng ta nên gọi là thuyết duy dân hữu thần, Chúa tồn tại nhưng không có vật trừu tượng nào tồn tại. Tình yêu là có phải là một trừu tượng không? Tình yêu là một danh từ trừu tượng. Danh từ vật chất hay cụ thể là những cảm giác hoặc trải nghiệm mà chúng ta cảm nhận hoặc trải nghiệm bằng năm giác quan của mình. Tình yêu là một danh từ trừu tượng, một cái gì đó viễn vông. Tôi có thể cải thiện tư duy trừu tượng của mình bằng cách nào? Nhận biết các mẫu, phân tích ý tưởng, tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề về sáng tạo, mọi thứ đều liên quan đến từ tư duy trừu tượng. Khả năng suy nghĩ trừu tượng phát triển như chúng ta trưởng thành, và chúng ta cố ý có thể cải thiện chúng hình thành khả năng và ứng biến và chơi với các câu đố, các môn hình và ngôn ngữ. Những phẩm chất của một bản tóm tắt là gì? Bốn yếu tố của một bản tóm tắt tốt. Thứ nhất, nêu rõ mục tiêu nghiên cứu. Thứ hai, mô tả ngắn gọn phương pháp luận hoặc phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích. Thứ ba, tóm tắt kết quả. Thứ bốn, nêu các kết luận chính của nghiên cứu. Tình yêu trừu tượng nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta yêu những người đó với tư cách là một con người đã làm hoặc sẽ làm. Khi tình yêu được gắn vào một lớp khái niệm của con người thì đó chắc chắn là tình yêu trừu tượng. Ở trẻ em, sự ngưỡng mộ trừu tượng của chúng ta tồn tại bởi vì chúng ta biết rằng nhiều người sẽ tiếp tục làm những việc có ý nghĩa, và chúng ta yêu chúng vì điều đó. Làm thế nào để biết tôi có phải là người suy nghĩ trừu tượng hay không? Họ muốn biết các bước chính xác và thường ít kiên nhẫn với việc thay đổi kế hoạch hoặc ý tưởng mới. Họ không thích khi họ phải cố gắng đọc những các dòng hoặc khi hướng dẫn mơ hồ. Những người có tư tưởng trừu tượng
không thể không nghĩ về các mọi thứ liên quan đến bức tranh lớn hơn. Những người suy nghĩ chiều tượng có thông minh không? Năng lượng tư duy chiều tượng gắn liền với mức độ thông minh cao. Và vì tư duy chiều tượng gắn liền với sự sáng tạo, nó thường có thể tìm thấy ở những cá nhân có năng khiếu là những người đổi mới. Tóm tắt là gì và tại sao nó lại quan trọng? Mục đích của phần tóm tắt là cung cấp cho độc giả tiềm năng cơ hội đánh giá mức độ phù hợp của tác phẩm dài hơn với dự án của họ. Tóm tắt cũng bao gồm các thuật ngữ chính được tìm thấy trong công trình dài hơn và mục đích phương pháp nghiên cứu. Mối quan hệ chiều tượng là gì? Các nhà tư duy chiều tượng có thể phản ánh về các sự kiện và ý tưởng, về các thuộc tính và mối quan hệ đặc biệt với các đối tượng có các thuộc tính đó hoặc chia sẻ các mối quan hệ đó. Vì vậy, một nhà chiều tượng tư tưởng cụ thể có thể nghĩ về một con chó đặc biệt này. Một nhà tư tưởng chiều tượng hơn có thể nghĩ về loài chó nói chung. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.